Trời đất ơi, coi. Anh. Gì em? Anh Lâm, anh nhắn tin cho em nè. Ừ, rồi sao? Anh rủ tối nay em đi uống cà phê. Ừ, đi đi, về sớm nha. Anh, trời ơi. Gì vậy? Anh nói là rủ em đi du lịch anh một tuần đó kìa. Nè, anh thấy không? Trời đất ơi, thằng này nay nay quá rồi, quá rồi. Ồ, đúng rồi, quá trời quá đất rồi. Quá trời giàu, quá trời giàu. Tranh thủ đi với nó đi em. Trời, nó trúng số nó mới mời á. Không có dễ gì mà nó xài tiền cho ai đâu. Đi đi em. Đi quá à? Trời, đi đi đi. Trời ơi, cơ hội. Trời đất ơi, anh ơi, chỉ có em với ảnh nè, không có ai hết trơn á. Chắc chắn rồi, nó dễ gì mà mời người thứ ba. Nó gheo lắm em ơi. Đi nó đi. Không có, cái vấn đề ở đây là em thấy ảnh có gì đó với em. Anh không thấy kỳ hả? Đi du lịch hai người mà một tuần, không thấy gì kỳ hả? Anh thấy chừng nào mà đi hai tuần mà một người mới kỳ. Mà em là bạn gái của anh á. Đúng anh, rồi. Anh không ghen hả? Em đi du lịch chứ cái gì đâu ghen. Trời ơi. Trời đất ơi. Anh ơi. Gì nữa? Anh nói anh sẵn cái dịp này rồi, anh tỏ tình, anh cua em luôn kìa. Trời ơi, nguy hiểm quá anh à. Đúng rồi, anh phải chửi đi. Nói bạn gái tao có người yêu rồi, chửi nó liền. Ha ha ha, giỡn với tao hả mày? Tao rành mày lắm. Ký tên. Anh quá rành này, nó giỡn. Khoái ghẹo anh lắm. Ở đó mà ghẹo được với anh á, tào lao. Đi đi, kỳ này đi với nó. Đi mà có dịp á, em coi đi 10 ngày, 2 tuần về cũng được nữa. Anh không biết ghen hả? Ghen gì em, bạn bè thôi mà ghen gì. Bây giờ em năn nỉ hết luôn á. Coi gì? Như là em quỳ, em gian xin anh đó. Anh ghen giùm em được không? Một chút xíu thôi, ghen nhẹ thôi, liếc gì mắt đưa tình chửi xối xả vô mặt em đi. Thôi em ơi, em bớt tào lao, mà anh đi ghen gì? Có gì đâu mà ghen. Em có làm gì đâu mà anh ghen. Có. Nhưng anh cũng có biết ghen đâu mà ghen. Em đang nhắn tin với trai nè, thấy không? Thôi thôi em ơi, trời em đi im cho anh coi tivi được không? Đi đi, đi chơi với bạn đi, nói cho đã rồi không đi à. Em đi thiệt cho anh coi, chống mắt lên coi nè. Anh nói là anh tới anh đón em liền nè, cho anh biết. Đi cho biết. Ủa Lâm, chúng ta hả? Chào bồ. Đất ơi. Em trời đất ơi, hẹn đi chơi giờ giờ rất là chậm chạp dữ vậy đó. Anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Trời ơi, lắm là anh dễ sợ luôn. Cái nhà đi chơi á, rồi có biết kiến thức chưa về mấy cái mà vụ mà ăn cái gì ở đâu rồi bút phòng khách sạn chưa? Nên liên hệ tôi, trời ơi, để không người ta tính mắt mình. Tôi chỉ cho mấy chỗ bút khách sạn nhỏ nhỏ mà rẻ, không gian tối nó ấm cúng, thậm chí chẳng cần hai giường nữa. Thế một giường rồi tiết kiệm được nhiêu tiết kiệm để dành mình đi chơi chỗ này chỗ kia. Dễ sợ. Em đi thiệt á. Ta tới đây rồi em giỡn người ta hả? Lẹ lẹ để đóng cửa nè. Đi anh. Con đi chơi mà còn mặt mày vậy sao vui được. Đi vui nha Lâm ơi, nhắm con quà vậy tôi nha. Ghê luôn. Đưa đi em. Anh nói em nghe đi, anh không biết ghen thiệt á hả? Ghen gì? Trời đất ơi, từ trước tới giờ chỉ có người ta ghen với anh thôi, chứ anh làm gì phải ghen với ai. Ôi anh hay quá vậy. Vậy thì mình chia tay đi, anh đừng có quen em nữa. Cái kỳ vậy em? Sao em mới thấy người kia làm gương chưa? Tự nhiên cái giờ rồi chia tay là sao? Vậy mình không hợp nhau đâu, mình chia tay đi anh. Em đi ghen à, phải không? Phải. Đi ra nhớ đóng cửa. Quá đáng thiệt mà. Quá cái gì? Giờ trộm cướp mà lộng hành dữ lắm. Còn hỏi tôi biết ghen không hả? Còn phi á. Sao vậy? Mấy người kia đi hết chưa? Đi hết rồi. Nhớ em quá. Thì không. Sao không? Trong tất cả mọi người, anh lạnh thương em nhất á, biết không? Ủa mà anh không biết ghen thiệt hả? Trời đất ơi, sao không?
con người chứ đâu phải là con gì đâu mà không biết ghen. Khi mà cái người mà mình ghen á thì chắc chắn là mình phải yêu họ mình mới ghen được, em hiểu không? Ừ. Anh không có yêu ai hết trơn á, anh chỉ yêu mỗi mình em, cho nên anh chỉ ghen mỗi mình em thôi đó. Thiệt á hả? Sao không? Nè anh nói trước đó nha. Sao nè? Không được làm gì để anh buồn, thấy không? Anh mà ra đường mà thấy ai á, trai nào mà sắp sáp gần em á, thì anh buồn anh giận đó. Rồi ai mà đụng chạm với em chết với anh. Nói về tình yêu á, anh là một bụng. Đúng rồi. Xét về cái phương diện tình yêu, khi mà yêu một người á, em sẽ cảm thấy khi mà ở bên cạnh người đó thì toàn bộ cái không gian nó gần như là mình quên lãng. Mình chỉ có một màu hồng thôi. Mình chỉ cảm nhận được cái từng cái hơi ấm, hơi thở của người đó. Chưa kể là mỗi lần mà kiểu mà đừng chạm vậy nè, là có tim nó đập bụp đó, em coi nè, tim đập bụp nè. À, em hiểu anh nói rồi. Ý anh nói á là khi mà mình yêu một người á thì khi mà bên cạnh người đó là mình chỉ biết tới một mình người đó thôi, đúng không? Đúng rồi. Và lúc nào mình cũng có cảm giác là muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc, lúc nào cũng chỉ bên cạnh một mình người đó thôi, đúng không? Chính xác. Anh sao trời nghe? Ơi, cảm ơn anh nha. Có gì đâu. Bây giờ em hiểu rồi. Ừ. Bây giờ em mới nhận ra là em đã biết yêu rồi. Quỷ không? Bây giờ mới biết yêu hả? Đúng rồi. Trong khi anh là anh yêu em lâu lắm rồi đó. Dạ, người em yêu là anh đó. Em mới nói gì với anh vậy? Em yêu anh Lâm, bạn của anh á. Tại vì sau khi mà nghe anh nói xong á, anh bảo là khi mà ở bên cạnh người mình yêu, mình sẽ có một cái cảm giác rất là lạ, mà lúc nào mình cũng muốn được quan tâm, chăm sóc. Và mình sẽ ghen khi mà người ấy gần một người khác. Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Chỉ là bây giờ em đã nhận ra là em đã biết yêu rồi. Thiệt chứ hả? Trước giờ á, mà tình cảm của anh đối với em á, em thấy mà anh ghen với em á, thì thật ra là em cũng ngại lắm. Em ngại lắm. Tại vì em không có tình cảm với anh, mà em có tình cảm với một người khác. Đó, thôi. Thì hôm nay cảm ơn anh đã giúp em nhận ra tình yêu của đời mình. Bây giờ thì em phải đi theo anh Long rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Khoan nữa, em đi ra ngoài á, anh nhớ đóng cửa giùm em nha. Dạo này trộm nhiều lắm á. Bye bye. Anh Long ơi. Em. Anh Long. Em. Trời ơi, con người mà ai không biết ghen. Vậy là quả báo tôi hả trời?